Đây, chào anh em ha. Anh em lên mấy cái bộ đề 2 ECHO 230 rồi nè. G2KC 260 rồi nè. Rồi anh em cần cái nào thì liên hệ ha. Mấy này em còn nhiều. Lô số điện thoại 0961088776. Mấy cái loại này nè, cái này thì 300 ha. Để có dây. Có đề có dây luôn ha, cái lỗ này à. Tầm khoảng 5 cm ha. Là gắn mấy cái máy Trung Quốc 260 vừa đó. Có đề có giật. Cái này nó kẹt cả nè. Rồi tháo ra em làm lại ha. Làm bán em kiểm tra ok, đề ok rồi em mới gửi ha. Em gửi clip test nha, hình cho anh em coi. Cỡ 5 cm, gắn 260 Trung Quốc ok lắm. Cái loại không có dây nè, có cái lỗ đút cái lục giác vô quay ha. Cái này giờ em sell 100.000 cái này thôi, cái 100.000 đó. Anh em cần thì liên hệ ha, cái này em còn nhiều lắm, 100.000 thôi. Hôm ngày bán còn dư nhiều quá, giờ xả lỗ cho anh em 100.000. Rồi cái này của Komatsu nè. Này G2KC 2326 rồi đó, này nọ đó. Cái bộ này anh em có cái máy hư rồi mình hái ha. Tại vì cái này nó có cốt, phải có bánh găng vô đây nè mới được. Đó, cái này cái máy nào đúng của nó mới thay vô được ha. Chứ không phải gắn không được. Có cái bánh găng mới được. Rồi này cái ECHO 230 luôn nè, cái lỗ vuông. Lỗ nó ngay tầm khoảng 5,7 5,8 gì nè. Cái lỗ vuông hết, mấy cái này nhiều lắm, cái 250 ngàn anh em ơi. Cái này của Rubin nè. Rubin 3 lỗ. Rubin 3 lỗ cũng cỡ 5 cm ha. Tầm cỡ đó 4 mấy 5 cm. Cái này còn đẹp cực kỳ nữa nè. Rubin của ECHO 230 rồi xin đã qua 231 rồi đó, cũng xài được hết ha. Cái này 5 mấy cm nè. Anh em muốn mua cái nào thì báo em ha. Cái này là 231 với Sinewa 231, ECHO 231 rồi đó. Cái lỗ vuông. Lỗ vuông 3 lỗ thôi ha. Cái lỗ này không có ốc. Mấy này em còn nhiều ha. Rồi với mấy cái loại này để không có, để không có dây gì nè, gắn Trung Quốc được nè. Cái sale anh em 100.000 thôi. Ba này nhiều. Rồi cái loại có dây thì 300 ha. Có dây giờ hiếm nên mấy cái bộ đề này kiếm không có. Này G2KC rồi nè. Anh em có máy G2KC nào hư nhông hay mất nhông gì đó thì em bán bộ này 250 luôn ha. Cái này lấy anh em 200 được rồi, 200.000 thôi ha cái bộ này. Rồi cái bộ loại màu đen này thì 250. Lỗi có dây thì 300. Nè. Sắp theo từ từ đi ha. Cái này 100. Cái này 200. Cái này 250. Cái này 300. Nè. Trăm, 200, 250, 300. Đó. Ba cái loại đó ha. Cái lỗ vuông. Rồi anh em cần thì liên hệ em ha.
Rồi, anh em thấy hay thì đăng ký theo dõi kênh giùm em được ha. Rồi có mấy cái xin đã qua nè, anh em cần thì liên hệ em luôn. Rồi này, số điện thoại của em nè, 0961088776. Này anh em nào mua em test đề đồ cho ok hết ha. Test giật thử, đề thử rồi này nọ, quay clip chụp hình cho anh em. Ok thì em mới gửi. Không có bậy bạ ha. Loại này có đề không có dây thì 100. Cái loại G2KC thì 200. Cái loại màu đen này thì 250. Cái này thì 300. Rồi, vậy ha, anh em cần thì liên hệ em. Zalo 0961088776. Em còn mấy chục cái nha. Vài bữa em về mấy cái loại này mới vài cái nữa ha. Mấy cái loại gắn 260 nè. Thằng này cũng gắn 260 gan nè. Mà nó không có cung dây thôi. Anh em mua ủng hộ em ha. Loại này em còn nhiều. Mua về mình chế chơi. Con bổ rẻ 100.000, có cái máy có đề rồi, hấp dẫn. Rồi, cần thì liên hệ em ha. Chào anh em. Anh em cần cái nào thì khoanh khoanh cái đó lại gửi em ha. Rồi.